Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 27 tháng 9, Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngơi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, mới nhận ra ân tình Chúa bao la. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 27 tháng 9, Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục. Hôm nay, giáo hội đặc biệt mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô Linh Mục, đấng sáng lập tu hội truyền giáo và tu hội nữ tử bác ái. Thánh Vinh Sơn nổi tiếng nhất về đức bác ái, về lòng thương xót. Ngài là ngôi sao sáng chói về tình yêu thương đồng loại. Ngài làm rạng danh cho nước Pháp và giáo hội trên khắp hoàn cầu. Nghe danh Ngài, ai cũng kính yêu, mến phục tấm lòng vàng của Ngài. Chứng kiến cảnh người hầu hấp hối xưng tội trên giường bệnh, như đã mở mắt Vinh Sơn để nhìn thấy nhu cầu tâm linh của vùng quê nước Pháp thời bấy giờ. Đây là giây phút quan trọng trong cuộc đời của một người xuất thân từ nông trại nhỏ ở Gascony nước Pháp, mà việc đi tu làm linh mục không có gì lớn lao hơn là có được một cuộc sống tiện nghi. Thánh Vinh Sơn Phaolô sinh ngày 24 tháng 4 năm 1581 tại làng Puy gần Das, trong một gia đình nghèo khó nhưng rất đạo đức. Là con thứ ba trong 6 người con, trong những ngày còn thơ ấu, Ngài lo chăn cừu cho cha. Giữa miền đồi lộng gió này, Vinh Sơn đã trải qua nhiều giờ trong ngày để chiêm ngắm cánh đồng quê và hướng lòng lên cùng Chúa. Thời gian này cũng cho Ngài những kinh nghiệm đầu tiên về số phận của người dân quê. Từ đó, lòng bác ái sớm nảy nở trong tâm hồn Vinh Sơn. Vừa thông minh, lại vừa có trực giác tốt, bạn bè với các kẻ nghèo khó, chăn chiên chăn cừu. Cậu thấy mình nghèo, nhưng có nhiều người còn nghèo hơn. Từ đó, cậu đem lòng thương mến họ. Lâu nay, cậu để dành tiền cha mẹ cho được 50 xu, đó là cả gia tài của cậu. Vinh Sơn Phaolô lấy cho những người cùng khổ. Và mỗi lần mẹ sai đi xây bột ở nhà máy, cậu thường chia một ít bột cho các bạn nghèo. Thấy con thông minh và có lòng bác ái, cha mẹ của Vinh Sơn nghỉ chăn cừu, cho cậu nghỉ chăn cừu để lo việc học hành. Cậu còn tỏ ý muốn dâng mình cho Chúa. Cậu nghĩ là khi mình làm linh mục thì sẽ giúp đỡ những người nghèo được nhiều hơn. Gia đình nghèo không thể lo cho con đi tu. Nhưng thấy con cứ nài xin mãi nên cha cậu là Gioan Phaolô cũng phải hy sinh bán bầy cừu để lo cho Vinh Sơn vào dòng Thánh Phanxicô. Thấy cha mẹ hết sức thương lo cho mình, cậu tận tâm học hành và tập luyện nhân đức. Nhờ đó càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan đạo đức. Năm 20 tuổi, thầy Vinh Sơn được gửi đến Taulu học thần học, thi đỗ bằng tiến sĩ và thụ phong linh mục ngày 23 tháng 9 1600 tại Château Lévêque gần Paris. Một năm sau, Vinh Sơn Phaolô sang Marseille, lãnh di sản của một người bạn trối lại để giúp đỡ cho người nghèo. Trên đường từ Marseille tới Narbonne, Ngài bị bọn cướp bắt bán cho ngư phủ. Không quen nghề, Ngài lại bị bán sang cho một người Hồi giáo làm thợ kim hoàn. Rồi sau cùng Ngài lại rơi vào tay một tên phản đạo là Gautier. Nhờ đời sống thánh thiện, hiền lành và thẳng thắn, Vinh Sơn Phaolô đã hoán cải lòng của ông ta. Chính ông ta đã đưa Vinh Sơn trở lại đất Pháp. Năm sau, ông lại đi theo cha đi Roma
và vào hội bác ái để đền tội cho đến ngày qua đời. Từ đây, cha Vinh Sơn bắt đầu thi hành chức vụ linh mục. Ngài được chỉ định làm tuyên úy cho nữ hoàng Margaret de Valois. Lúc này, cha Vinh Sơn Phaolô có dịp quen biết cha Ferro Borul, đấng sáng lập dòng giảng thuyết, sau này làm hồng y. Dưới ảnh hưởng của cha Ferro Borul, cha Vinh Sơn bắt đầu sống đời hy sinh, nhiệt thành. Theo lời khuyên của Ngài, cha Vinh Sơn nhận làm tuyên úy cho gia đình Gondi. Hướng dẫn một số nông dân trong vùng này, cha Vinh Sơn khám phá ra tình trạng phá sản về mặt tôn giáo và luân lý. Chính sự dốt nát và biếng nhác của nhiều giáo sĩ là duyên cớ gây nên tình trạng này. Vì cha Vinh Sơn Phaolô có lòng thương mến kẻ nghèo khổ một cách đặc biệt, cho nên bề trên đặt Ngài làm tuyên úy của các tù nhân và những người nô lệ. Ngài đem hết khả năng phục vụ các người khốn khổ này. Hàng ngày Ngài tiếp xúc mật thiết với họ, đáp ứng các nhu cầu vật chất tinh thần, nhất là đời sống, luân lý và đạo đức của họ. Vào năm 1612, người ta thấy cha ở trong triều của vua Henry thứ tư, sau đó là cha xứ Clichy gần Paris, rồi tổng tuyên úy quân đội. Dường như chúa quan phòng để Ngài có mặt khắp nơi, có người đau khổ, tù đầy, nghèo khổ, bệnh tật. Công việc cứu tế mỗi ngày một nhiều, không thể một mình quán xuyến nổi, cho nên cần phải có nhiều người cộng tác giúp đỡ vào công việc này. Nhưng vào năm 1617 mới xảy ra điều mà sau này cha gọi là cuộc trở lại của mình. Là cha xứ Châtillon-sur-Chalaronne nằm ở trung tâm vùng Đôm, cha khám phá ra ở giữa vùng đầm lầy này tình trạng nghèo đói và bệnh tật, một tình trạng khốn khổ khủng khiếp. Cha Vinh Sơn lập tức hiểu ra rằng sự cứu trợ khẩn cấp không thể giải quyết đến nơi đến chốn tình trạng khốn khổ này. Cha bàn bạc với các phụ nữ là những người có óc thực tế để thành lập hội các bà bác ái. Chính nữ ba tước de Gondi được cha Vinh Sơn giúp đỡ đã thúc giục chồng bà cung cấp tiền bạc và hỗ trợ một nhóm truyền giáo có khả năng và hăng say muốn hoạt động cho người nghèo, người hầu và tá điền. Sau này, cha Vinh Sơn tổ chức một nhóm bác ái để trợ giúp tinh thần cũng như thể chất cho những người nghèo ở mỗi sứ đạo. Từ sinh hoạt này, với sự trợ giúp của Thánh Louis de Mariac, phát sinh tổ chức Nữ tử Bác ái, mà tu viện là bệnh xá, nhà nguyện là nhà thờ của giáo xứ và khuân viên là đường phố. Ngài huy động các bà giàu có ở Ba Lê để quyên góp tài chánh cho chương trình truyền giáo, xây bệnh viện, giúp đỡ nạn nhân chiến tranh và chuộc lại khoảng 1.200 người nô lệ da đen. Cha Vinh Sơn tuyển mộ các thiếu nữ nông thôn cho cuộc chiến ác liệt chống lại tình trạng nghèo đói. Cộng tác với bà Louis de Mariac, Ngài sáng lập tu hội Nữ tử Bác ái để săn sóc nâng đỡ người nghèo. Mọi người đều nhớ đến chiếc áo thô dày và cái nón trắng lớn hình cánh chim các chị đi xe đạp hay xe hơi hai ngựa. Đó chính là các nữ tử bác ái. Vào thời ấy, nước Pháp rất cần đến các chị. Các chị làm cho các bệnh viện thành nơi dễ chịu hơn, vì khi ấy bệnh viện là nơi làm cho người ta phải sợ hãi, vì bệnh nhân chen chúc 6 người trên một chiếc giường. Đường phố đầy rẫy các người ăn xin. Cha Vinh Sơn quyết định mở một nhà đón tiếp rồi mở nhiều nhà nhỏ do các nữ tu quản lý. Mỗi năm có hàng nghìn trẻ em bị bỏ rơi ở Paris. Louis de Mariac thành lập một bệnh viện cho các trẻ mà người ta nhặt được ở đây. Để cứu giúp vùng Lorraine bị chiến tranh tàn phá,
Davidson tổ chức các đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên trong lịch sử. Là một người khiêm tốn nhưng nhiệt tâm và tháo vát, cha đã mặc cho bác ái một dung mạo hiện đại. Lúc đầu, cha Vinson quá khiêm tốn nên không nhận làm người lãnh đạo cho nhóm này. Nhưng sau một thời gian hoạt động cho các tù nhân khổ sai ở Ba Lê, ngài trở nên nhà lãnh đạo thực sự của tổ chức mà bây giờ được gọi là Hội Thừa Sai hay Tu Sĩ Dòng Thánh Vinh Sơn. Các linh mục này với các lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục và bền vững tận tụy làm việc cho dân chúng ở các thành phố nhỏ hay làng mạc. Ngài quyết tâm sửa đổi thực trạng. Cha Vinh Sơn hăng hái tổ chức tĩnh tâm cho giới tu sĩ vì sự sao nhãng, lộng hành và ngu dốt lan tràn trong giới này. Sao nhãng, lộng hành và ngu dốt lan tràn trong giới tu sĩ, cho nên cha Vinson phải tổ chức những buổi tĩnh tâm cho họ. Ngài cũng quan tâm đến việc rao giảng tin mừng cho các miền nông thôn. Cha cũng phụ trách việc huấn luyện các linh mục là những người thường rất dốt nát vào thời bấy giờ. Năm 1625, cha thành lập hội các linh mục truyền giáo mà sau này người ta gọi là dòng Lazarist, vì các linh mục này sống ở Paris trong khu vực tu viện Thánh Lazaro, với mục đích truyền giáo cho dân quê và đào tạo giáo sĩ. Ngài là người tiên phong trong việc huấn luyện tu sĩ và thúc đẩy sự thiết lập các chủng viện. Ngài nói, hãy cố gắng vui lòng chấp nhận sống với những điều kiện khiến bạn bất mãn. Hãy cố gắng vui lòng chấp nhận sống với những điều kiện khiến bạn bất mãn. Hãy giải thoát tâm trí mình khỏi những điều làm bạn phiền hà. Thiên Chúa sẽ lo lắng mọi sự. Khi bạn vội vàng lựa chọn, bạn sẽ làm buồn lòng Thiên Chúa, vì Ngài thấy bạn không tôn kính Ngài đầy đủ với sự tin tưởng thánh thiêng. Hãy tin tưởng vào Ngài, tôi nài xin bạn, và bạn sẽ được no đầy những gì mà tâm hồn bạn khao khát. Đáng để ý nhất, Vinson là một người hay cáu kỉnh. Ngay cả bạn hữu của Ngài cũng công nhận điều ấy. Ngài cho biết, nếu không có ơn Chúa, tôi rất khó tính, lạnh lùng, cộc cằn và gắt gỏng. Nhưng Ngài trở nên một người dịu dàng và dễ mến, rất nhạy cảm trước nhu cầu của người khác. Ngài quyên góp để hàn gắn những tàn phá do cuộc chiến xảy ra tại Lorraine. Ngài lo chuộc các nô lệ tại Bắc Phi. Các nỗ lực trên cùng với các nhu cầu và việc quản trị hội dòng ngày càng mở rộng đã giam Ngài tại phòng riêng Sứ Thánh La Giàn. Ngày lại ngày, bận bịu viết thư cho các giám mục lẫn linh mục nghèo khổ, cho biến cố vị vọng lẫn nhau, cầu nghèo khổ trong nước, những nhu cầu của những người nghèo khổ trong nước. Các thư tín của Ngài hợp thành một tuyển tập làm say mê người đọc, vì trong đó pha trộn những ưu tư cho nước Chúa lẫn đức ái ngập tình người. Năm 1660, cha Vincent Fallo ngã bệnh liệt giường. Ngài vẫn vui tươi tin tưởng, Chúa còn phải chịu hơn tôi gấp bội. Đối diện với cái chết, Ngài bình tĩnh. 18 năm qua, mỗi tối tôi vẫn dọn mình chết mà, có sao đâu. Ngày 27 tháng 9 năm 1660, cha Vinson từ trần và được phong thánh năm 1737. Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đặt Ngài làm bổn mạng các tổ chức từ thiện bác ái. Nổi bật nhất trong các tổ chức này dĩ nhiên là dòng Thánh Vinson, được thành lập năm 1833 bởi chân phước Frederick O'Zanam, là người rất ái mộ Thánh Vinson. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của cha Thánh Vinson Paulo, chúng ta thấy giáo hội là của mọi con cái Thiên Chúa, dù giàu hay nghèo,
nông dân hay trí thức, thượng lưu hay bình dân. Nhưng hiển nhiên điều giáo hội lưu tâm nhất là những người cần sự giúp đỡ. Đó là những người trở nên cô thế bởi bệnh tật, nghèo đói, ngu dốt và sự tàn ác. Thánh Vincent Paulo rất thích hợp là quan thầy cho mọi Kitô hữu ngày nay, khi người đói ngày càng nhiều và lối sống xa hoa của người giàu ngày càng đối chọi với tình trạng sa sút về thể chất và tâm linh của con cái Thiên Chúa. Ta thấy khoảng cách giữa giàu và nghèo càng ngày càng nới rộng. Người giàu thì quá sức giàu, kẻ nghèo thì càng ngày càng nghèo. Chỗ thì ăn không hết, nơi thì lần không ra. Mà đôi khi chúng tôi, những người đi tu hay là anh chị em ở ngoài đời, dễ có khuynh hướng nghiêng về phía người giàu hay người nghèo? Người giàu. Mình cảm thấy hãnh diện khi quen biết những người có chức, có quyền. Tôi cũng vậy thôi. Ngồi trên chiếc xe hơi của một người vị vọng, một đấng bậc, mình cảm thấy hãnh diện. Thậm chí là được chụp hình với các ngài cũng cảm thấy là oai lắm rồi. Làm sao mà đồng tế sẽ đứng gần gần các ngài, chụp hình cũng đứng gần gần các đấng bậc vĩ vọng. Rồi chơi với những người mà đại gia, chức những tổng giám đốc, những chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi ăn cơm, ăn tiệc trong những nhà hàng 5 sao. Ngồi chiếc xe hơi mình cảm thấy sướng không? Hạnh phúc không? Thấy nó đã không? À, cái khuynh hướng tự nhiên của con người ta, cái cám dỗ về tiền của nó lôi kéo mình như thế. Còn đây, Chúa tôi, những người bệnh tật, nghèo đói, ngu dốt rồi, với những sự tàn ác, chơi với họ chỉ có thiệt thôi, ai cũng nói vậy. Họ chả có gì để mình cho, rồi suốt ngày họ xin giúp đỡ cái này, xin giúp đỡ cái kia. Nếu chúng ta sống trôi theo những cái bản năng tự nhiên như vậy, mình lạc xa mất nước Thiên Chúa. Mình trở thành phản chứng. Mà thời đó, thời Thánh Vincent Paulo, ngài nói là sự nói rất là mạnh. Sự dốt nát, rồi sự biếng nhác, rồi sự lười biếng của giới tu sĩ, của các linh mục gây ra những tình trạng bi đát như thế. Vì thế mà Vincent không những lo cho những người dân nghèo mà còn lo cho những người có nhiệm vụ phải lo cho dân nghèo, là những linh mục, là những tu sĩ. Đều ý thức được vai trò bổn phận của mình. Mà dễ bị lắm. Có khi mới chịu chức ra hay là đời đi tu của mình được một người, được một gia đình nhà giàu nhận làm con đỡ đầu, gọi là con thiêng liêng nhưng mà đỡ đầu vật chất. Rồi chịu chức xong rồi có ăn tiệc tùng, cũng nhà tài trợ bố mẹ thiêng liêng, đi đâu cũng dắt đi hết chỗ này tới chỗ kia. Rồi hết tạ ơn chỗ này đến chỗ nọ. Bắt đầu xe mới, cái gì cũng mới hết. Mọi thứ nó mới hết. Và bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống mới ấy, có những người mà giữ được cái chân tu của mình thì bắt đầu một cuộc sống mới ấy là một cuộc sống dấn thân phục vụ như Vincent Paulo, cho những người nghèo, tất cả vì người nghèo, người tội lỗi, người đau khổ, người bệnh tật, tù nhân, tội nhân, bệnh nhân, phế nhân. Cuộc sống mới ấy có thể như là thời của Vincent Paulo, đi tu làm linh mục không gì khác hơn là bước vào một cuộc sống mới đầy đủ tiện nghi. Bắt đầu vinh thân phì gia, bắt đầu tìm kiếm những lợi lộc và thu góp những bổng lộc. Đó là cám dỗ muôn thuở. Bây giờ cái cám dỗ ấy có khi vẫn còn mạnh hơn nữa, vì đời sống vật chất tiện nghi mỗi ngày nó nâng cao lên. Nhưng mà đời sống của người nghèo cũng càng ngày càng nghèo đi. Những người nghèo thì cứ bị thu hồi đất hoặc là bán hết đất đi, đi trôi giạt ra những vùng ngoại ô nông thôn. Còn ở thành phố, những vùng đất gọi là đất vàng thì chỉ dành cho những người có tiền, có của, có chức, có quyền mà thôi. Mà nếu linh mục tu sĩ cũng tập trung ở thành phố, mình lo cho ai đây? Còn những người nghèo ở vùng sâu, vùng xa, ai lo cho họ đây?
Những người mà họ có chức, có quyền, họ giàu có rồi, có cần phải mình lo cho họ như vậy không? Cái ngày bổn mạng của họ, ngày sinh nhật của cháu họ, ngày giỗ của bố họ mà cũng phải lo mà đến thăm mà viếng mà phúng mà điếu. Trong khi bao nhiêu người chết nghèo, chết khổ ở vùng sâu vùng xa, ai lo cho họ? Cái lễ ăn táng cũng không có nữa. Thế thì khi mà đọc lại chuyện của Thánh Vincent Paulo, tôi đấm ngực sắt mình, thấy đời sống linh mục của mình, nhất là một người dấn thân vào con đường lòng thương xót, hay là anh chị em mình, những người đi theo con đường lòng thương xót ấy, chúng tôi cố gắng hết sức làm những công việc gọi là thực hành lòng thương xót. Thứ nhất là về đời sống tâm linh, những nghèo đói về tâm linh nó cũng khủng khiếp lắm. Họ giàu có về vật chất đấy, nhưng mà đời sống tâm linh họ rỗng tuếch, họ nghèo đói. Có ai dám nói họ đâu? Có ai dám nói họ đâu? Vì họ có tiền rồi, họ có quyền rồi. Nói họ không giúp đỡ nữa thì sao? Thôi kệ đi, cứ nhịn đi rồi mà kiếm tiền. Còn họ sống chết, linh hồn kệ họ. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đời sống tâm linh của những người giàu có rất quan trọng. Cho nên những máy sách ảnh chuỗi, chúng tôi cố gắng truyền tải những phương tiện truyền thông đến cho họ. Để một lúc nào đó họ cảm thấy cô đơn, cảm thấy thất vọng hay là phá sản, thất nghiệp. Lúc đó họ sẽ cảm thấy cần Chúa. Còn bây giờ họ có thể họ không cần vì tiền cần hơn. Rồi với những người nghèo đói về vật chất thì chúng tôi vẫn chú trọng đến đời sống tâm linh. Có thể họ đói cơm bánh gạo, nhưng phải cho đời sống tinh thần no đủ. Họ cảm thấy vui trong cảnh nghèo, họ cảm thấy bình an trong những khó khăn, họ cảm thấy đầy sức mạnh để vượt qua những thử thách nhờ những món quà tinh thần này, nhờ những phương tiện mà giúp cho đời sống tâm linh này, máy sách ảnh chuỗi về lòng thương xót Chúa đây. Bên cạnh đó là những chuyến công tác bác ái, những cây cầu, những học bổng cho các em, rồi những phần quà cho người già neo đơn, rồi những mái ấm cho những cô gái lỡ lầm, rồi thăm nom những người bệnh tật, những người vùng sâu vùng xa, những người dân tộc, những chạy cùi vân vân. Suốt hơn 15 năm chúng tôi vẫn miệt mài làm công việc đó theo gương Thánh Vincent Paulo thôi. Dù chả được như Ngài, nhưng mà ít nhất cũng dõi bước theo Ngài, và Ngài cũng dõi bước theo Đức Giêsu đấng giàu lòng thương xót. Có một điều mà Ngài viết lại như thế này, đọc mình thấy cần phải suy nghĩ. Đây là Ngài viết: phải quý trọng việc phục vụ người nghèo hơn hết, và phải thực hiện ngay, không được trì hoãn. Nếu trong giờ kinh nguyện mà phải mang thuốc hay sự giúp đỡ nào đến cho một người nghèo khổ, thì hãy yên tâm đi với họ, dâng việc phải làm đó cho Chúa như đang nguyện kinh. Đừng bối rối tâm hồn, đừng xao xuyến lương tâm vì đã phục vụ người nghèo mà bỏ buổi kinh nguyện. Vì không phải là bỏ Chúa khi vì người mà đi đến với người, nghĩa là bỏ một công việc của Thiên Chúa mà đến với công việc của Thiên Chúa. Kinh nguyện cũng là công việc của Thiên Chúa. Mình đi thăm người nghèo cũng là công việc của Thiên Chúa. Thì có lỗi gì khi bỏ công việc này của Thiên Chúa mà đi làm công việc của kia của Thiên Chúa khẩn cấp hơn. Chính vì thế, khi anh em bỏ kinh nguyện để giúp đỡ một người nào đó, anh em hãy nhớ đó là việc phục vụ Thiên Chúa. Đức ái cao trọng hơn mọi lề luật. Hơn nữa, mọi sự đều quy về đức ái. Bởi lẽ đức ái là bà Chúa cao cả, nên phải làm những gì nó đòi hỏi. Vậy ta phải dấn thân phục vụ người nghèo với một cảm tình mới của tâm hồn. Hãy tìm kiếm những kẻ bị bỏ rơi và bị hắt hủi. Họ là những kẻ Chúa ban để làm chủ, làm thầy của ta đó. Hãy tìm kiếm những kẻ bị bỏ rơi và bị hắt hủi nhất. Họ là những kẻ Chúa ban để làm chủ, làm thầy của ta đó.
một tu hội mà Ngài chủ trương. Tu viện là bệnh xá, nhà nguyện là nhà thờ của giáo xứ, và khuôn viên là đường phố. Xin cho mỗi người chúng ta bước theo con đường lòng thương xót Chúa, cũng biết dõi theo gương của Thánh Vincent Paulo, thực hành lòng thương xót với những người mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Mà đại đa số tôi thấy bản thân tôi, Chúa gửi đến toàn là những người ngoại đạo, những người dân tộc, những người bệnh tật, những người nghèo đói, những người bị khủng hoảng, những người tội lỗi và những người ở đáy của vực thẳm. Họ chỉ còn biết trông nhờ vào lòng thương xót Chúa mà thôi. Amen. Ân tình đó là vòng gai trên đầu, Chúa đổi cho con khỏi nắng khỏi mưa. Ân tình đó là đòn roi trên mình, Chúa nhận cho con khỏi yếu khỏi đau. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa bao la. Ân tình đó chịu nhiều câu xin, nhưng Chúa nhận cho con khỏi nỗi sầu thương. Ân tình đó là lời chê khinh miệt, Chúa nhận thay con khỏi tiếng thi khi. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với niềm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, với nhận ra ân tình Chúa.